Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Nghĩa Tour Test. Thì đầu năm mới chúc anh em phát tài, mạnh khỏe và an toàn trên mọi cung đường. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đồ chơi Tour Test, sản phẩm mới dành cho Triumph Tiger 900 Rally. Anh em theo mình. Đây là kệ trưng bày đồ chơi Tour Test dành cho Triumph Tiger 900 Rally. Thì mình giới thiệu sơ lược qua cho anh em những đồ chơi có hiện tại dành cho Triumph là có những món nào bảo vệ. Trước tiên mình đi phần phía bảo vệ động cơ phía dưới này. Đây là bộ khung bảo vệ động cơ phía dưới dành cho Triumph Tiger đây. Đó, anh em thấy rõ không? Thì cái phần này được làm từ thép không gỉ, được mạ điện anodize đó, rất là sáng bóng và đẹp, mối hàng là chắc chắn luôn. Cái phi này là 25mm với độ dày là 2 ly, rất là cứng cáp và chắc chắn. Về phần phía trên thì đây là khung bảo vệ phía trên bình xăng nè. Khung này để bảo vệ phần nhựa ốp phía trên của bình xăng, các nước, rồi mình để mình gắn đèn chờ sáng mình đi tour, rất là tiện ích. Trên tay mình đang cầm hai miếng này, gọi là hai miếng gia cố khung của cái bộ khung phía dưới. Thì miếng này mình sẽ gắn vào cái phần khung này để gia cố và bảo vệ động cơ tốt hơn, chắc chắn hơn. Tiếp theo là mình đi qua phần bảo vệ động cơ gầm. Đây là miếng nhôm bảo vệ gầm động cơ chơm, rất là chắc chắn. Độ dày của miếng nhôm này là 4 ly, được dập từ nhôm của Đức luôn, rất là chắc chắn nè. Anh em thấy không, mối hàng rất là đẹp, hàng là gọi là vảy cá luôn á. Người Đức làm thì sản phẩm thì khỏi chê rồi, anh em rất tự tin và sử dụng. Ngay mặt trong đi đến nữa là phần bảo vệ đèn pha. Đây là tấm nhôm bảo vệ đèn pha màu đen. Thì tất cả sản phẩm mà sản xuất cho dòng bảo vệ trên của xe đó thì đều là sản xuất tại Đức và nhập khẩu chính ngạch bởi công ty Tăng Quang. Kế đến đó là tấm nhôm và thép nè. Thì cái xe Triumph Tiger 900 mình đó, cái zin của nó là bằng nhựa, thì mình sử dụng cái này là nó là thép không gỉ kết hợp với nhôm, thì của nó là tăng phần bảo vệ xích tốt hơn và tăng thẩm mỹ cho chiếc xe đó. Mặt trong là được bấm đi về rất là chắc chắn, nước theo Đức rất là đẹp và dày. Kế tiếp là phần bảo vệ các nước. Đây là hai tấm nhôm bảo vệ các nước đó. Những anh em nào mua xe mà không có đi kèm cái miếng bảo vệ các nước thì mình nên gắn cái này rất là tốt. Là khi mình đi tour, cái xe phía trước nó chạy đường đá đó, hoặc là đá văng mà nó vô cái bộ tản nhiệt nước đó, thì rất là nguy hại, tại vì không có nước để gây nhiệt động cơ là rất là nguy hiểm. Cái này là nên gắn nè, cái bảo vệ đèn pha cũng nên gắn vào bộ khung nè, cơ bản là phải gắn. Kế tiếp là sản phẩm là mặt đế chân chống nghiêng nè. Cái xe mình cái mặt đế nó rất là nhỏ thì mình sẽ gắn cái phần đế này vô, nó giúp làm tăng diện tích bề mặt của đế chân chống. Mình đậu trên đất cát hay là cỏ đó, thì cái xe nó không bị nghiêng hoặc lúng. Đó, anh em thấy không, ở đây kết hợp là giữa hai tấm thép và một tấm nhôm nằm chính giữa, rất là chắc chắn. Mình đậu xe trên mặt đường địa hình là thoải mái. Kế tiếp đó là bộ gác chân mở rộng bằng thép không gỉ dành cho ngựa lái nè. Thì cái mặt đế thép không gỉ này á, nó giúp cho mình đứng vững hơn trên mọi địa hình, nó giúp giảm đau chân. Tại vì cái bảng chân zin của xe nó hơi nhỏ, mà mình đứng lâu á là nó sẽ bị tê chân.
cái mặt đế này mình, cái dài mình đi mà có đất hay là sình bùn á thì nó cũng là giúp chống trượt cái chân mình. Đây cũng là bằng thép không gỉ luôn, rất là chắc chắn. Tiếp theo là cái đây là gọi là cái gắt tớp cây nè. Cái miếng này mình gắn vô phía ba ga phía sau á là để mình gắn thùng tớp cây. Đây là phía dưới nè, anh em có thấy mẫu thùng không? Thùng tớp cây 72 lít nè, 25 lít dành cho chơm thay gơ, rất là rộng. Thùng này là chống nước 100% nha anh em. Mẫu này 72 lít là để được hai cái nón full face luôn, rất là đẹp. Mẫu này là mẫu thùng Zega Evo tớp cây, còn mẫu nhỏ này là 25 lít nè. Anh em đi phố đi chơi vài ngày rất là tiện ích. Thùng này là chống nước 100% với hành nhôm dày 1.5 ly nhẹ, với hệ thống khóa mới nhanh. Thì đầu năm mới thì mình giới thiệu sơ lược vài món đồ chơi cho chơm Tiger. Thì anh em muốn xem mà giá sản phẩm thì truy cập vào trang web tourtest.vn, thì vào mục model thì nó sẽ có phần chơm Tiger 900 Gali. Thì trên đó mình có bán giá lẻ đầy đủ, bao gồm VAT cho anh em đầy đủ luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi phần đồ chơi và bảo vệ của chơm Tiger 900 Gali. Hẹn anh em clip sau và những sản phẩm hay ho nhất cho anh em, dành cho anh em Adventure. Xin chào anh em.